Thì bây giờ cái cách lễ thì chúng tôi mời Thầy Tánh lên để dợt lại cái cách này, thì lớn tiếng đại chúng rồi đi kinh hành, không? Rồi tu một mình, rồi tu tự do, không? Cái này bữa nay là gồm đủ hết. Cái điều chúng tôi duy trì mà mọi người hình như hơi khó duy trì đó là cột ống quần khi vô công phu. Chúng tôi vẫn giữ từ lúc đề xướng khá lâu, hơn một năm nay. Thầy Tánh đang cột ống quần, không kéo cái dây lên. Rồi, mọi người thấy cột ống quần không? Thứ nhất là gì? Lại không đạp cái lai của ống quần để nó cà tuột xuống. Ai có lạy mà đạp ống quần nó tuột xuống là đứng trước Phật cứ vậy vậy không? Một chút xíu vậy thôi. Mà nhiều lúc chúng tôi cột xong rồi chúng tôi vào bên trong ngồi để bắt cái chân lên đó, thì nó bị kẹt. Có thể mình xả bớt ra và mở ra cho nó nằm phía dưới ống quyển của mình gần mắt cá, để cho cái ống nó thoải mái, nó không có căng cái quần khó chịu. Còn nếu mà mình làm sao cho nó vừa dặn thì nó không có bị căng như vậy. Thì cột ống quần thứ nhất là khỏi phải đạp, lễ suốt buổi không gì trở ngại. Lỡ cái quần mình nó lỏng hoặc là mình có tuột xuống cái lai quần nó xuống dưới rúng không thành vấn đề, không lo. Cái chuyện này là đang nói hành trì chứ không phải nói chuyện mà không có kinh nghiệm đó. Thứ hai, trong luật nói ống quần lùng thùng đó thì đồ bất tịnh trong người rớt ra trong Phật điện, người này không có lòng cung kính. Chỗ này phải biết à, phải may dây thun đi, còn không có nhiều người như hôm trước tôi gặp Hòa Thượng Trí Quảng là ống quần Ngài may sẵn luôn. Ngài lễ Phật nhiều không biết sao may sẵn bó luôn. Những người như vậy. Còn mà đi ra bên ngoài không nói, là lên Phật điện là phải trang nghiêm thanh tịnh, giống như mình lên đối trước Phật. Có khi nào mình ra mình lễ tổ, mình thấy mình để cái đầu mình, cái trán mình dưới chân của Ngài. Lễ tổ Hệ Viễn trước khi vô giảng thấy đầu mình để lên cái chân của Ngài. Có cảm giác này không? Lễ tổ Ấn Quang thấy cái đầu mình để lên cái chân của Ngài. Mình lễ Phật mình thấy đang để cái đầu mình á, sát cái chân của Ngài, để cái lòng ngã mạn mình á, nó bị tiêu tan đi. Lễ Phật là vậy đó. Cái gì mình đang ngồi như vậy, thấy người ta lại cúi đầu lễ dưới chân mình cảm động. Quá cảm động. Mà Phật thì dễ cảm ứng với mình vô cùng cái cách này. Cho nên chúng tôi nói là đi niệm được là kinh hành 4 chữ, đứng là lễ Phật, ngồi là tịnh tọa, còn một cách nằm dưỡng khí niệm trong tâm. Nãy chúng tôi nói Thầy Tánh bây giờ chỉ có cách đi, cách đứng, cách ngồi. Bây giờ ông phải làm cách nằm, cái ê không được đó. Trong chánh điện không có dùng cái cách nằm được. Mà nằm thì ai cũng nằm biết rồi không? Nằm bây giờ nằm ở nhà nhớ. Nằm không ngủ thì niệm Phật. Cho nên chúng tôi có cảm giác quen bấy lâu nay, vừa ăn cơm xong là niệm Phật thầm trong tâm, rất dễ chịu, không suy nghĩ gì cả, và vô giấc ngủ rất sâu buổi trưa, nằm nghỉ học giả buổi tối, vô hạn. Niệm trong tâm thầm từng chữ từng câu, lúc ăn cơm xong tuyệt. Đừng hít thở. Lâu lâu hít hơi. Phải nuôi cái tâm mình như vậy đó chứ. Nuôi cái tâm mình bằng quả giác của Đức Phật Di Đà là câu Nam Mô Di Đà Phật, bằng sữa đề hồ văn sao. Ấn Tổ nói chỉ cần 10 ngày nhiếp tâm theo thập niệm ký số là có chuyện thấy khác trong người rồi. 10 ngày. Còn họ niệm lâu lâu một câu, hoặc niệm sơ sơ, hoặc hai thời công khóa thì không nói. Mà nếu mà thường ngày mà họ chịu niệm chỉ cần 10 ngày thôi là trong tâm họ khác rồi. Vọng tưởng bắt đầu nhẹ rồi đó. Phiền não đối với họ là chuyện là không quan tâm rồi đó. Ghê. Pháp nhập niệm ký số này có công hiệu kinh khủng. Giới thiệu suốt trong văn sao, suốt trong văn sao. Ai gửi thư đến cũng kêu ông coi cái lá thư ông Cao Thiệu Lân đi. Kinh khủng thiệt. Mình đúng là có mắt mà không trồng, có tai mà như điếc, đọc hoài 3 năm nay mà bữa nay mới lãnh hội. Thiệt là nhục nhã hổ thẹn đến cùng cực. Không đáng học trò, sách dép của Ngài không đáng. Nói mình đó nghe, đang nói mình. chứ không phải la rầy quý vị, thực sự nói chân thật. Bây giờ micro cầm để đúng ra thì quý vị chỉ chắp tay thôi. Ở nhà hay là đại chúng đang tu thì không micro, thầy phải cầm micro. Và chút nữa thầy đi niệm Phật thầm tự do là không theo bước chân. Tự do là họ đi bách bộ, họ đi thoải mái, không dính vô chân, chỉ nhớ được số và thầm thôi. Bước đầu không nhớ số thì nhớ câu Phật hiệu thầm, nhớ là 3, 3, 4, 3, 3, 4. Nhưng mà 3, 3, 4 không phải là 1 đến 3 xong rồi 1 đến 3, 1 đến 4, không phải. Nó phải theo đến số 10 thì cái tâm nó mới đủ cái sức định. Quá số 10 là tâm mình chịu không nổi, không nhớ nổi. Mà 3, 3, 4 không phải là từ 1 đến 3 rồi 4 đến 6, 7 đến 10 thì cái sức định chưa sâu. Sức định chưa sâu trong nhớ số. Thì bây giờ cái đầu tiên là lễ Phật, thầy Tánh sẽ là lễ Phật chung với đại chúng. Cái này đại chúng ai cũng làm được rồi không? Nhưng mà mọi người trên mạng có nhiều người chưa có rõ. Cái này cực kỳ là quý giá đó, có tiền mua không được đâu. Thì cái cách này đó là đại chúng ở đây tương đối bắt đầu là ổn. Mà hay nha, cái niệm Phật mình nó vô khớp một cái là nó yên, một cái nó không có tổn khí, một cái tâm nhiếp được cái là nó bắt tín hiệu liền. Ha, hay nha. Mình làm cái gì mà bắt tín hiệu không được, gọi điện thoại bấm 09097474 đáng lẽ phải không? 09097473 nó không bắt tín hiệu. Chịu, lộn đi đâu. Hiểu bắt tín hiệu. Bắt tín hiệu là nó vô khớp, khí lực đủ, tâm lực ổn, bắt tín hiệu liền. Chịu liền, vô khớp liền. Thì bây giờ cái cách này là lễ Phật ra tiếng 3, 3, 4, 6 chữ. Ra tiếng rồi bắt đầu là sẽ tính đến cái chuyện đi kinh hành. Thâu cái đoạn này vô cho kỹ. Ông Hồ Tiểu Lâm, ổng lễ cái kiểu ổng là một mình được chứ đại chúng khó áp dụng. Mà ổng vẫn thích cái cách lễ Phật. Ổng nói ổng vẫn thích. Bởi vì đứng nó tụ khí được và dùng khí lực mạnh hơn đi. Ông nói hay, kinh nghiệm không? Còn đi như vậy nó bị tản khí do mắt nhìn tùm lum hết. Còn nếu mà lễ Phật thì mắt thầy Tánh xuống một nửa hoặc là thường là đó. Okay. Coi cái con mắt 1/3 phủ đôi mi xuống là nè. Còn nếu mở banh mắt á, thì không nhiếp được mắt. Mà nhắm lại thì trong tư tưởng có nhiều ý niệm rồi. Cái cảm giác của thọ ấm, coi như là tưởng ấm rồi thọ ấm ma trong đó. Rồi nó nghĩ tùm lum, mình thấy hào quang sẹt sẹt rồi vọng tưởng điên đảo là chừng ma dự phát cuồng. Người nói hai cái chuyện này mở mắt cũng bị mà nhắm mắt cũng bị. Mà chỉ 1/3. Mà 1/3 khóa với mấy anh mà dễ ngủ lắm. 1/3 cái gì? Đó, nó vậy đó. Ngủ liền để sụp xuống nhanh lắm. Nhưng mà ráng giữ được con mắt cái kiểu này cũng là một sức định thần. Mà khi mà nhìn thấy mờ chớp mũi nữa thì nó nghe nói tuyệt. Lạy thầm mà một mình nhìn chớp mũi, hít sâu chậm một tiếng rồi mới thấy công hiệu cũng tu một mình cái pháp tập niệm nhớ số. Tuyệt. Thiệt mà. Cái này không lừa gạt quý vị đâu. Không lừa bịp đâu. Bây giờ lễ Phật 3, 3, 4 mà 6 chữ ra tiếng theo đại chúng. Chúng tôi cái khánh này là thế cho cái khánh trong máy thu đủ hết rồi. Bây giờ đầu tiên một tiếng khánh là xá chứ đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay chúng tôi dùng cái khánh thôi cho đúng ở trong đại chúng. Hôm bữa thầy Nhật Minh nói phải đại hồng chung xuống, giống như là đại chúng thường tu thì người ta nghe dễ. Rồi tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Từ từ ngang đứng quỳ như vậy để ở đây nói cái chỗ này một chút. Nếu mà quỳ xuống mà hít cạn nghĩa là hít không sâu thì không đủ 4 câu. Dẫu đủ mà ráng lâu ngày cũng tổn khí. Chúng tôi là thừa, chúng tôi là thầm mà thừa luôn. Hít một hơi thiệt sâu, chúng tôi để khoảng này hơi dài chút để quý vị hít thiệt sâu vô. Rồi bây giờ 4 chữ xong rồi, bắt đầu là nhớ là 6 chữ 4 câu xong nha. Cái nhịp đầu là 3 đúng không? Xá xuống rồi đứng dậy 3, rồi xuống đây là 4 là đủ 10 rồi nè. Một nhịp là 10. Rồi xá xuống. Mà nhớ nha, khi xá xuống rồi bắt đầu xá xuống. Vừa xuống hít hơi vô là có một câu trong tâm 4 chữ rồi. Chỗ này hơi lâu một chút để nghe cái ten mới lên nha. Còn mấy Phật tử chúng tôi coi trực tiếp cứ nhóm mông lên cái chưa nghe cái bắt đầu là hụp xuống nghe cái ten cái là lên. Có nhiều người lên luôn để im vậy luôn. Giờ mới lên nè. Đâu có nôn nóng làm chi vậy ta? Để cái ten rồi cái khánh là lên chứ làm cái gì cứ nhóm mông rồi nhóm rồi làm cái gì mà nó bột chộp vô cùng. Bây giờ sáng cái này. Đúng không? Đó, một nhịp nó xong là như vậy. Một nhịp xong là như vậy. Là lẽ được rồi đúng không? Là xong rồi đó. Thì bây giờ làm luôn một lượt luôn, khỏi nói gì nè, để đại chúng rõ lại. Sáng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đủ một nhịp là như vậy. Nhớ khi vừa 4 câu quỳ úp mặt xuống là một hơi vô là có 4 chữ trong tâm. Bước đầu nó nhạt nhẹ lắm, nó không có nhớ. Nhưng mà cái cách mà để dồn 4 chữ vô tâm thì cái cách này là mạnh nhất. Cái cách này là ấn tượng để 4 chữ vô tâm sâu nhất. Và thở ra 4 chữ nghe ten mình lên luôn. 2 câu 4 chữ trong tâm và xuống úp mặt và lên. Chỗ này là sâu nhất. Chúng tôi cho là chỗ này sâu nhất. Và khi úp mặt xuống như vậy để hơi lâu, máu bắt đầu nó bơm hết lên hệ tuần hoàn của não. Máu không thiếu lên não, không khí không thiếu lên não. Nhịp tim bắt đầu đập đều. Và hai cái đầu gối của mình bắt đầu trên đầu gối nó ấn vô trong tim. Nó cứ nhịp như vậy thì tim người này không bao giờ bị đau tim. Và phổi người này do hít thở sâu không bị phổi. Thận người này do xá nè. Nhìn cái cách xá nè. Xá là hôm trước thầy Tánh xá thiệt sâu xuống thì nhiều người rất đau dây lưng chằng hơn sâu. Xá chỉ mức độ này là vừa nè. Nhưng mà quan trọng khom người á. Thì thảy thì quen là cái tay thầy muốn đụng đất luôn. Thì người thấy làm như vậy thì đau dây chằng sau lưng khó chịu vô cùng. Còn xá là vừa khoảng nghiêng lại như vậy. Nguyên từ trên nguyên xuống lại như vậy. Rồi bắt đầu cái tay mình vừa đụng cái gối nhẹ nhàng. Làm sao đừng thoải mái nhất. Trong này Ngài nói là đừng có cưỡng ép cái thân. Cũng đừng có cưỡng ép quá đáng cái không khí trong người. Mới lần đầu mà mình bắt đầu lạy cái khí lực nó chưa vô mà mình ráng quá thì chút nữa tâm lực cũng yếu. Không hít nổi nữa là mệt chán. Mới lần đầu đưa nó vô từ từ. Không khí phải nhớ nguyên tắc đưa nó vô từ từ. Bước đầu lễ Phật với đại chúng hít nó vô từ từ. Bước đầu mình hít 30, sau 40, sau 50. Canh tọa độ nó đến 7-80. Là khúc cuối cùng là cái phút 30 phút hoặc 40 phút là thoải mái luôn. Nó thông hết cơ thể. Đặt một cái là nó đi rẹt vô trong liền. Do tâm lực quá mạnh. Khí lực bắt đầu nó theo đó luôn. Nhớ chỗ này lắng nghe kỹ này. Khí lực tổn, tâm lực tổn theo. Tâm lực đủ an trụ trong hơi thở thì tâm lực có, khí lực theo đó luôn. Có nhiều người hơi thở họ phào phỉnh, họ làm cho tâm lực ê chề mỏi mệt. Đó là bệnh tổn khí. Có nhiều người tâm họ quá khủng hoảng, họ không có làm gì tổn khí mà làm cũng mất khí, bủn rủn tay chân đi, siêu quẹo đi không nổi. Tâm lực khí lực phải dùng chung với nó làm sao thiệt khéo. giờ bắt đầu đi bốn chữ với đại chúng nha, đang nói đại chúng. Đi là khỏi khánh khỏi đồ luôn, đi nghe theo tiếng. Thì đi, bây giờ nói lại thêm cái chỗ lạy, nếu mà đại chúng mệt thì mình niệm thầm theo. Đang tu đại chúng nè. Rồi nếu mà mình niệm ra tiếng mà mệt, mình niệm thầm là nhép môi, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình mệt nữa, im lặng lắng nghe, lạy lên xuống hít sâu. Còn im lặng mà nó mệt nữa đó, có nghĩa là niệm thầm nó mệt đó, im lặng nó cũng mệt, thôi ngồi xuống luôn. Rồi nó mệt nữa, thôi nằm nó luôn chứ giờ sao. Nằm là thôi, khiêng ra bên phòng hộ niệm rồi. Ha. Hết kiểu rồi. Tính con đường mà nằm là hết kiểu rồi. Vô phòng hộ niệm thì chúng còn đi đâu nữa. Đúng không? À, giờ đi nè. Nếu mà đi niệm ra tiếng mệt, lắng nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ lắng nghe thì phải nhớ số. À, hôm bữa thầy Thánh Tuệ đi trong phòng hộ niệm, không thấy ổng niệm, hỏi đang làm cái gì sao không niệm, ổng kêu tịnh thính, tịnh thính. Kiểu tịnh thính mà có lắng nghe nhớ, tịnh thính mình phải nhớ số à. Chứ tịnh thính nghe bên ngoài không, cái tâm nó chạy đi đâu thì cũng phải là tịnh thính. À, rồi bây giờ đi bốn chữ nè, bốn chữ ba, cách khoảng nhịp ra, đi hai vòng qua lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hết 10 câu đúng không? 334. Nhưng mà cái này lúc mà thầy biểu diễn, thầy diễn xuất như vậy thì cái chính giữa khoảng trống thầy để khoảng trống không niệm và mình bước theo đúng bước chân. Nhưng mà trong máy á, trong âm thanh á, mà tu đại chúng mà giác nhàn niệm á, là nó có hai câu A Di Đà Phật nhỏ lại, lúc đó mình hít thở sâu vô, không niệm. Nếu mà mình dính liền số thì rất khó. Đây là cách đầu tiên khó nhất, là 10 số đi direct thẳng vô rất khó, phải ngắt làm 3 khoảng như vậy. Cho nên lúc chúng tôi tu một mình thấy 10 số nhớ cái rẹt vô đại chúng vô không nổi, bởi vì đang đi đông người nó phân tâm không vô 10 số được. Phải là ngắt khoảng làm 3 ra, 334 ra thì người ta niệm được. Thử vô cái không được là đại chúng thấy là suốt cả buổi đó không niệm được cái số nào hết, thôi bỏ, chuyển cái khác là cái mà đầu tiên đưa ra. Cho nên ra kỹ sư để nghiên cứu là cũng phải thử tới thử lui hoài, máy bay chế cũng phải bay nó rớt hay không chứ. Nếu nó rớt rồi ai dám bay. Cái gì nó cũng phải thử chứ, đúng không? Tu cũng phải thử, cái nhiều người nó ông nhà cũng đổi hoài. Cái này chúng ta không có tu đại chúng, tu mình cũng phải thử tới thử lui chứ, đúng không? Nhưng mà xì ke là đừng có thử nghe, nhắc rồi đó. Rồi được chưa? Bây giờ cái này là tu với đại chúng, đúng không? Bây giờ ngồi niệm ra tiếng với đại chúng vẫn 334, đúng không? Ngồi với đại chúng mình làm sao? Mắt ngồi là nè, đi thì mắt mở ra để đi, rồi lạy thì bắt đầu mình đứng thẳng là mắt mình mờ rồi, còn ngồi xuống là phủ đôi mi xuống tuyệt đối luôn, phủ liên tục luôn, không có phải cho nó hở lên luôn và không nhắm lại luôn. Ngồi thì phủ đôi mi quá dễ rồi, đâu có đi đâu, sợ té, đâu có lạy, khi lạy mình thấp xuống để lạy thì mình phải mở ra, đúng không? Rồi ngồi niệm 334, bốn chữ vẫn lấy điệu kinh hành mình dùng luôn, dùng cho hộ niệm rồi, dùng cho lạy trong hộ niệm luôn. Tiện không? Bữa nay ổn không? Thầy thiện không? Nó ổn. Nó vô khớp cái là nó ổn à. Giờ 334 niệm nè. Theo điệu kinh hành đó nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đứng dậy. Cái ngồi á, nếu mà không hít sâu á, là 4 câu không đủ. Bước đầu thì ráng đủ, về sau là chất quất luôn, không đủ. Ngồi là dễ hít khí nhất, đứng là dễ hít nhất, đi chỉ là hơi khó. Thân nó động cho nên khí nó tản. Mà khi mà tâm yên, tâm định thì khí nó sâu, khí nhẹ, quyết lưu thông. Câu này của một vị ông tu thành tựu cái pháp niệm Phật, hơi thở. Nhưng mà nếu hít vô một câu, hít vô một hơi thở ra A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật á, cứ ngài Ấn Tổ nói cứ như vậy làm hoài thì cũng sẽ bệnh, sẽ bệnh. Nhưng mà ba hơi, một hơi ba câu vô hại. Hay, chỗ này hay. Thực sự là đúng như vậy. Rồi bây giờ là thầm nè. Thầm là tu một mình thì thường buổi sáng chúng tôi là thầm. Dẫu cho dư hơi buổi sáng cũng vẫn là phải dưỡng khí. Thầm thì giống như hồi nãy ra tiếng, bây giờ thầm thôi. Giờ thầm nè. Xá. Cũng phải thủ thuật như vậy. Xá. Thầm một mình á. Mình tu một mình nè, bắt đầu bước sang tu một mình. Từ từ nha, cái chỗ này điều chỉnh chút nè. Thầm một mình không cần ngắt khoảng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nhanh quá không nhớ số thì chậm không ngắt khoảng. Một mình mà, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu cần ngắt khoảng. Làm lại một mình nè. Thầm không ngắt khoảng. Xá xuống. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái này là niệm thầm một mình, phải niệm 6 chữ. Cái lối lạy này là của thầy Tánh, thầy tìm ra. Bởi vì thầy tổn khí quá nặng khi đọc Lăng Sao. Nhưng mà thầy niệm 4 chữ từ trước đến giờ. Chúng tôi nói phải 6 chữ, cho nên điều chỉnh lại một chút, thầy qua 6 chữ. Và khi thầy lạy thì sẽ đứng, thầy đầu tiên vô thầy không xá. Chúng tôi nói xá thêm, đại chúng quen cái cách xá rồi. Và cái niệm thầm này thầy dùng bấy lâu nay. Còn nếu niệm trong tâm á, mà lễ Phật á, thì không trụ được. Không có âm thanh á, mình để tâm nó chạy. Không có thể nào có âm thanh để giữ được cái tâm để lạy cái gì 334 này. Cho nên không niệm trong tâm được. Lễ không niệm trong tâm được. Đi tự do thì nhớ nó được. Nhớ từng chữ mà phải chậm, chứ không có thể tốc độ như vậy được. À, gì? Đà càng chậm, đừng chậm quá để tâm rời rạc, nhưng càng chậm bộ nhớ ghi càng mạnh trong tâm. Nguyên lý nó là như vậy. Rồi bây giờ lễ thầm 6 chữ, phải là 6 chữ nha, phải là 6 chữ. Ấn Tổ nói phải dùng 6 chữ để niệm ra tiếng. Mình lễ Phật dùng 6 chữ, đi không dùng 6 chữ được thì 4 chữ, vì đi nó tản khí, dùng 4 chữ. Giờ đi 4 chữ nè, thầm đi 4 chữ nè. Ở nhà tôi một mình quá tự do rồi. Hai vợ chồng cũng có thể dùng cách này được luôn. 4-5 người thì phải cần có âm thanh giữ nhịp. Giờ thầm đi giống như hồi nãy. Cái cách này là chúng tôi sử dụng bởi vì một mình rất khỏe, rất nhẹ. 4 chữ đúng không? 4 chữ thôi, kinh hành 4 chữ. Và cái hơi mình vừa đủ, đúng cái tai nghe thôi. Rất nhẹ, vừa đủ làm sao nghe rõ được. Mình nghe rõ không cần người khác, rất rõ. Rồi đây là đi trong chánh điện, trong đại chúng, trong chánh điện của mình á, một mình đúng không? Còn mình đi tự do, nếu mà mình đi tự do mình làm cái kiểu này nó kỳ lắm, không đi được. Mà nếu mà mình đi trong chánh điện mà mình bước ào không theo thứ tự thì cũng không có trang nghiêm. Còn đi tự do ngoài đường, đi bách bộ, đi sở thú, đi công viên hoặc là đi vòng. Thường người nào mà chịu khó đi bộ, ví dụ có nhiều người từ ở dưới nửa dốc hoặc dưới ngay cây bờ đi lên cũng xách Honda chạy, không biết đi bộ. Đi bộ rất thoải mái, hít thở lên dốc bình thường vô tư. Thay vì có một đoạn đó là mình lại Honda dùng tốn xăng, tốn sức, lỡ nó tông cái rầm nó bể não nữa. Đi bộ đâu có tông gì đâu. Sáng là chúng tôi bách bộ xung quanh, công phu xong trong động là chúng tôi sẽ đi bộ xung quanh. Quảng Tịnh này với ai đó, từ ở dưới nhà chạy lên, ông đứng ngay cái cửa của sư hậu bước kẹt tin, cũng không xuống đây đi bộ lên đây được nữa. Thầy Nhân Minh bấm rẹt mở cửa vô, rồi đổi lên cái bắt đầu chạy ra ông kia tin rồi đóng lại. Trời ơi, tôi nói ông làm biến gì vậy, ông Quảng Tịnh ông làm biến bà cố luôn. Gì đâu mà từ dưới nhà đi lên đây xách Honda chạy có bữa đi xe con. Nó không phải là chê hoặc la, nhưng mà nhắc để mình làm gì? Đi bộ. Đi bộ là nhịp tim tốt nhất và đi tự do, không theo bước chân. Bây giờ Thầy Tánh là đi bộ tự do nè, niệm nhớ số nè. Và nếu không nhớ số được thì nghe câu Phật hiệu từ từ nói mà nhớ số. Một là đi tự do không nhớ số thì phải là nhép môi 334 trước. Còn nhớ số thì càng tốt. Còn cái chân không vào khuôn khổ. Giờ đi nè. Vẫn thầm nha. Thầm nhớ số. Và chân tự do. Đúng không? Đi tự do rồi làm sao mà bước chi ai dây chân trái đạo Phật chân phải, người ta coi ông này dũng điên đi đâu kìa. Đúng không? Rồi tự do nè. Anh này tu tự do nữa. Tay mình thoải mái, khỏi chấp, khỏi để ngực gì hết trơn. Còn nếu mà đi kinh hành bữa nay mọi người quen là để tay trước ngực đi cho nó thoải mái, chấp có người chấp người không. Đại chúng ở dưới đây, trên này cũng như chơi dưới đó, thì phổi sáng không đi, ông để tay trước ngực. Thầy Tánh cũng vậy, đi rất thoải mái, đi khỏe. Còn chấp như vậy mình gồng gân nó lên hơi khó chịu. Mà đi thì khi để tay như vậy nè, để tay phải lên trên, cái ngón cái nó chụm nhau và hai tay phải tay trái ịnh nhau như vậy là một loại dưỡng sinh âm dương quân bình trong cơ thể, rất tốt. Rồi giờ đi nè. Đi tự do vẫn niệm 334 nhớ. Đây là cách của tổ dự sử dụng hàng ngày. Thoải mái không? Thoải mái. Bỏ bước chân luôn. Thì thoải mái vô cùng. Mới nghiên cứu được hồi sáng nay, mới tin luôn, trong lò nóng hổi luôn. Thoải mái luôn, khỏi chân cẳng gì hết trơn. Thấy thoải mái không? Nhưng mà trong hội niệm mình đi kiểu này tụng nhau á, đừng đi hội niệm kiểu này nha. Phải đi làm sao bước nhịp vô chân thì đều hết chứ. Đi tự do phải không? Bỏ chân nhớ số, nghe tiếng. Đi tự do, giờ ngồi tự do nè. Ngồi tự do, ngồi trên ghế rồi ngồi trên bộ đòn hoặc ngồi chỗ xích đu đồ, cái chân đưa qua đưa lại kệ nó. Rồi ngồi tự do. Niệm Phật nhớ số, ngồi tự do, đi tự do. Ngồi tự do là gì? Ngồi tự do là bắt đầu mình gì? Là niệm. Cái này là không phải ngồi trong chánh điện nữa, mà họ đang ngồi chơi với bạn bè hoặc ngồi một mình ở ngoài công viên đồ gì đó. Thì lúc này là bắt gì? Nhớ số, nghe tiếng. Rồi, ngồi tự do. Có trường hợp nào như vậy không? Trong cuộc sống có không? Có thì phải dùng trong mọi lúc chứ. Rồi, ngồi tự do. rồi. Cái ngồi tự do này là phát minh do cái nhà lá con mình ngồi trên hình của tổ xung quanh để chúng chắc biết nhà lá ngồi niệm. Cái cho niệm vậy đã cho ta sướng, cái chân đung đưa. Nói ngồi như vậy chứ thực ra xếp bằng cho đúng là mình ngồi trên ghế hoặc ngồi xích đu hoặc ngồi cái chân nó cứ đưa vậy nè. Nhưng mình số với cái niệm là phải nhớ nha, chứ không phải đưa tự do hết trơn luôn, nó niệm nó chạy tùm lum không được á. Nghĩa là sao? Ý nói ngồi tự do là thảy ngồi như vậy, chứ thực ra mình ngồi trên ghế, ngồi trên giường, ngồi ở công viên, ngồi ở chỗ nào không biết, không có thành khuôn khổ của cái chân. Đi cũng không thành khuôn khổ của cái chân, ai dư chân trái đạo Phật chân phải. Nhưng số giới cái âm thanh phải rõ ràng. Bây giờ nó còn một cách nằm tự do nữa. Nằm được không? Thôi được vậy đi, nằm thì dễ biết rồi, ổng nằm kỳ quá ha. Thôi khỏi nằm tự do đi. Nằm như thế nào là nằm tự do? Nằm một chân đưa lên, một chân đưa xuống, nằm ngửa là tự do. Còn nằm khuôn khổ là nằm như thế nào? Nằm khuôn khổ là người này nằm nghiêng bên tay phải, mệt họ không quen, họ ngửa ra một chút xíu, tay để lên bụng. Thì người này nằm có khuôn khổ, nằm có phép tắc, nằm có oai nghi. Còn nằm suy nghĩ không biết ngày mai làm sao, mệt cái đầu lắm. Hồi xưa có nhiều người nói đừng gác tay lên trán, gác lên coi chừng đến sáng tóc bạc trắng liền, đen thành trắng suy nghĩ. Thì lúc đó mình sao? Hít vô một hơi nhẹ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn không nữa từng chữ. Rồi một chập hít hơi vô, không thành cố định hít vô A Di Đà Phật. Hít vô rồi thở ra A Di Đà Phật gì cả. Lúc đó không còn, hơi thở rất nhẹ. Và có thể rằng là hơi thở lúc đó làm sao? Lâu lâu hít cho nó vô, giống như mình bơm xăng vô, lâu lâu hít cho nó vô, bắt đầu trong tâm từng chữ. Thì cái cách này buổi trưa chúng tôi thường dùng. Ăn cơm trưa xong là chúng tôi ru giấc ngủ bằng câu Phật hiệu từng chữ, một chút là vô liền. Còn không ngủ thì sẵn đó là cả câu Phật hiệu hết một tiếng, nửa tiếng, thức dậy rất tuyệt, sảng khoái hơn ngủ nữa. Dùng cách này thử. Nhiều người ngủ trưa họ ngủ không được, họ dậy họ mệt. Họ có nhiều người họ ngủ họ mệt quá chừng, thức dậy đầu óc họ quá trời khó chịu luôn, còn mệt hơn không ngủ luôn. Còn một cái cách từng chữ trong tâm nhẹ nhàng ru giấc ngủ tuyệt. Làm thử. Nó không ngủ thì kệ nó, mà nó đã buồn ngủ rồi là kiểu gì nó cũng phải ngủ. Niệm nó thả câu Phật hiệu ngay tức khắc. Thầy Phiên hôm qua ông nói trời ơi biết sao, Thầy Minh đọc cái lời vô văn sao là con ngủ, biết cái gì nó làm che sao khó chịu. Bây giờ mà đưa ổng xuống kêu ổng không hít thở, đừng niệm Phật nó cũng vô, mà niệm nó cũng vô, phải niệm chứ, vài câu cũng được. Thầy Phiên thì thầy thích ngủ. Thì thường các vị mà họ dè dặt được cái chuyện tài sắc danh đó, họ dè dặt được rồi đó, họ kinh sợ nó rồi đó, họ trừ như ghẻ độc được đó. Nhưng mà cái dè dặt ăn và ngủ, ít khi ai bị dè dặt. Thiếu ngủ thì họ sợ họ lo, chứ ngủ nhiều họ không lo. Mà chính ra ngủ nhiều đó là bị hôn trầm, trí tuệ si mê, không đủ thời gian để cho mình niệm Phật. Thì đây là cái hại trong với cái lợi đó. Nhớ kỹ, ngủ dục mà, thực thì cũng nằm trong ngủ dục. Nhưng mà thức quá, thức sớm quá thì coi chừng cái não này cũng banh tiêu, không được. Chưa chứng pháp thân phải điều hòa, rõ ràng như vậy. Bây giờ nó còn cái cách niệm trong tâm nữa, đúng không? Rồi, hồi nãy chỉ học bài rồi, bây giờ quên để bỏ micro sớm. Niệm trong tâm, không ra hơi, đi tự nhiên, khỏi dính vô bước chân, từng chữ trong tâm. Nhớ số trong tâm rất cực kỳ khó, với điều kiện hít một hơi thiệt sâu, giữ lại thì 3 số còn có thể nhớ. Một chập cũng là sẽ khó chịu, hơi thở đột ngột quá. Còn từng chữ trong tâm thiếu, bơm nó một chút hơi thở vô, đi tự do, từng chữ trong tâm chậm. Cái lối này chúng tôi đang dùng. Đi khỏi micro vậy hết trơn, đi tự do mà. Từng chữ trong tâm khỏi hơi thở luôn, quên hẳn cái chân luôn. Từng chữ trong tâm không xì ra một chút hơi, đi tự do trong tâm từng chữ. Hai cái tay thoải mái luôn, đúng không? Đi bên ngoài thoải mái thôi. Rồi đi. Ông đi giống như công an hình sự, đi bộ đội. Bộ đội đi phải nghiêm túc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bộ đội họ đi phải nghiêm túc chứ không có thể đi lan sàn được, đúng không? Nhưng mà cái này thầy làm vậy thôi chứ mình tự do. Tự do có thể nhìn chim, nhìn mây giờ. Nhưng mà câu Phật hiệu không quên. Thấy rồi chim mây người ta kêu ơi Nhật Tánh, nhìn bình thường luôn. Chứ không phải đi ra ngoài đường mà kiểu này chắc cái kêu ông này chắc điên dữ. Thầy làm vậy thôi cho mình thoải mái nha. Làm sao nó là bình thường nhất là đi trong tự do mà. Nhìn mây, nhìn gió mà từng chữ trong đó không quên. Cái này gọi là gì? Tịnh thính. Tịnh thính trong tâm. Tâm nghe câu Phật hiệu gọi là tịnh sắc căn. Căn của ý nghe được câu Phật hiệu thanh tịnh gọi là tịnh sắc căn. Từng chữ trong tâm không rời. Bước chân không dính nó nữa. Mọi vật mây trời gì đi nữa chỉ là thấy, nhưng câu Phật hiệu không rời từng chữ, cái này gọi là tịnh thính sâu nhất. Ấn Tổ có nói chỗ này.